Ok. Bây giờ ví dụ em sẽ vào một cái tấm. Như là cái tấm này đi. Em chọn sửa. Thì đây là mình sẽ chỉnh sửa chi tiết ở bên trong tấm. Chỉnh sửa chi tiết gồm những cái chỉnh sửa sau. Thứ nhất là sửa hình dạng này. Sửa hình dạng ở đây mình sẽ có những cái công cụ để chỉnh sửa hình dạng. Ví dụ là bao góc. Bao góc nó có 3 loại. Bao góc theo kiểu là nối này, hay gọi là fillet trong két ấy. Hoặc bao góc tròn này, hoặc là vắt gạnh. Em thử 3 loại nhé. Rồi em bo tròn đi. Ở đây mình nhập cái bán kính cho nó. Mình bo là 100. Mình sẽ nhấp hai cạnh nhá. Đấy, mình sẽ được một cái góc bo. Một cái vắt cạnh. Ở đây vắt cạnh mình sẽ nhập 150. Mình pick hai cạnh. Nó sẽ vắt cho mình một cái cạnh. Nghĩa là cái đường chéo này nó sẽ có kích thước là dài 150 và nó sẽ là vắt đều. Đây là cái công cụ cắt diềm. Nó cũng như là cái công cụ trim ấy. À, sao cơ anh? Cái nếu mà cái vát nó kích thước khác nhau thì cái đấy anh hướng dẫn sau, còn đây là anh đang hướng dẫn cái cách vát đều. Nhá. Vát 150, ví dụ 150. Anh sẽ vát hai cái này. Còn bây giờ ví dụ là em muốn vát một cạnh là 50, một cạnh là 100 chẳng hạn. Anh sẽ dùng cái công cụ offset. Anh offset lên, ví dụ 50. Offset sang đây 100. Em sẽ dùng cái loại lệnh đường thẳng. Em nối hai thằng này với nhau xong rồi em trim đi. Đúng rồi. Thao tác y như trong két. Xong mình trim đi. Giúp anh trim này đi. Không, nhưng mà nếu kích thước khác nhau thì nó sẽ phải làm theo cái cách em làm ở dưới này. Còn bây giờ em dùng cái chức năng nối này. Chức năng nối này nó cũng như là cái chức năng fillet trong két. Cái R bằng 0. Em pick hai cạnh này nhá. Nó sẽ nối với nhau. Đây là các cái công cụ, ví dụ là đường thẳng. Đường thẳng ví dụ em chim cạnh này đi. Em muốn nối hai cái này với nhau bằng đường lệnh đường thẳng nhá. Em pick điểm đầu và pick điểm thứ hai. Ok. Lệnh chuỗi đường thẳng. Mình có thể vẽ các đường thẳng nó liên tiếp nhau. Ok, xóa đi. Hoặc cái lệnh light box nó tương tự với cái lệnh rectangle ở trong AutoCAD. Cái lệnh này là cái lệnh vẽ đường tròn. À. Mình có thể dùng cái công cụ bắt 3 điểm như này nhé. Đấy, sau khi mình chỉnh sửa hình dạng được rồi, mình sẽ xóa đi. Vẽ đường thẳng chéo góc á. Theo một góc nào đấy á. Được. Được, 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 được. Đây, anh sẽ xóa bớt đi. Anh sẽ dùng cái công cụ select. Anh bôi đen. Anh xóa đi. Đây nhá, ví dụ là em muốn chọn cái góc cho cái đường thẳng này chẳng hạn. Anh xóa cả đường thẳng này đi. Em để ý này, ở phía bên này nó có cái góc này này. Em sẽ nhập góc cho nó. Ví dụ như 30. Thấy chưa? Em muốn chim nó với thằng này thì em dùng cái công cụ bao góc này này. Bao góc dạng nối nhá. Chim nó với nhau. Ok. Hoặc em có thể là chọn trực tiếp cái điểm đầu. Em kéo nó xuống cho nó vuông. Đây như này, ok. Hoặc em có thể là ví dụ là những cái hồi mà nó khâu cái móc móc âm ấy thì mình sẽ dùng lệnh offset này. Mình offset ra ví dụ là 18. Offset lên là 60. Mình sẽ trim. Trim cái góc này, ok. Sau khi vẽ được xong rồi mình sẽ kiểm tra check. Nếu mà nó xanh tất như này là được, nếu mà nó đỏ thì mình phải kiểm tra lại. Như là cái đường biên dạng này thì nó chỉ được khi là các tất cả các đường nó đều khép kín. Ok, nếu được rồi mình sẽ quay lại. Trùng đường thì nó sẽ báo đỏ và nó sẽ không không cho mình như là nó sẽ báo đỏ nếu mà mình chọn yes thì nó sẽ mất cái đường đấy. Ví dụ anh ví dụ luôn nhá.
Đây ví dụ này nó đang thừa đường đi, anh check thừa đường không được, anh trim nó đi. Ví dụ trùng đường đi, cái đường này anh vẽ thêm một cái đường nữa vào đây chẳng hạn. Check không được, đang trùng đường. Đấy, sau khi vẽ xong rồi mình sẽ quay lại Còn Yết để lưu lại cái hình dạng mới. Được chưa? Anh em làm được chưa nhỉ? Thử thao tác thử những cái công cụ đấy. Bạn Thanh Thu được chưa? Bạn Việt Thanh. Ok. Cứ thao tác thử cho nó quen phần mềm. Sao với anh nhỉ? Anh thử nói này thôi. Em không không biết máy anh máy nào để em vào em xem cho. À đây 949 đúng không? Em cứ vào nó lại tự thoát ra này. Chán thật. Anh cho em chưa cập vào máy anh với. Ở đây em thấy nó lại out thoát ra rồi. Không biết chưa cập vào đâu nhỉ. Cái phần mềm này em thấy nó khó dùng lắm. Máy 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 nào nhỉ? Anh vào kiểm tra. Chín bốn chín đây. À đây máy anh tường đây đúng không? 949 đây đúng không? Rồi ok. Em hỏi vấn đề gì nhỉ? Thành đối xứng á. Thành đối xứng thì em cứ phải chọn đầu tiên. Chọn select trước.
Em chọn select trước, em chọn tất cả các cái đường mà em muốn dùng lệnh đối xứng. Em nhìn thấy nó sáng lên chưa? Đấy. Em nhìn thấy nó đối xứng mirror sang chưa? Đối xứng qua tâm của chuỗi đường này. Đối xứng qua tâm. Được chưa? Rồi, rồi. Ok. Nhưng mà em theo tâm là theo tâm nghe, còn nếu mà theo tâm chọn thì sao? Cái tâm chọn thì em cứ đối xứng theo tâm của nó đã, xong rồi em sẽ move nó đến cái vị trí đúng của nó. Đúng không? Tức là chọn chọn cái này và sau đó là xoay lại, quay lại rồi cái là đối xứng là nó chỉ cho là đối xứng ngang thôi. Cái chỉnh sửa hình dạng như này thì nó chỉ chỉnh sửa trong các cái trường hợp là mình khấu khoét thôi, hoặc là mình khoét các cái lỗ, ví dụ là lỗ ổ điện chẳng hạn. Nó mình chỉ hoàn toàn chỉ sử dụng những cái công cụ cơ bản. Mình không cái lệnh đối xứng hoàn toàn là không không sử dụng mấy. À, làm sao mà vô được cái màn hình này vậy bác? Dây đắp vô thằng. Dây đắp vô trực tiếp á. Tao làm lại được rồi, xóa này nè. Dây đắp vô chỗ cái trong cái chip trực tiếp cái trong cái giống như Excel của thầy á. Trong danh sách dây đắp vô. Rồi chọn vô chỗ sửa trực tiếp á. Ok vậy. Em đây. Em thao tác lại trên máy của em mà từ cái chỗ mà khai báo tấm vô chỗ mà cái vẽ thử việc. Khai báo tấm à? À đó, rồi, từ chỗ đây, làm sao mà vô được cái chỗ vẽ này. Cái chỗ vẽ đây nhá, anh vào khai báo tấm này. Anh chọn cái tấm nào anh muốn chỉnh sửa. Ví dụ em muốn chỉnh sửa cái tấm này đi. Em nhấp chuột phải vào em chọn sửa. Đấy, nó ra. Vâng. Máy em máy bao nhiêu nhỉ? 49 à? Ok ok, em muốn làm sao nhỉ? Đấy là muốn quay lại cái hiện trạng ban đầu anh nhận trong khai báo tấm á, ví dụ cái này là em đang sửa luôn nè. Như là hiện trạng khai báo tấm á. Thì thôi em vẽ một cái tấm mới thôi theo cái kích thước của tấm cũ. Còn em sửa em ok đồng ý rồi, em muốn lại quay lại ban đầu thì nhập lại kích thước thôi. Còn ví dụ cái trường hợp là đây nhá, anh sửa hình dạng mà anh nhớ sửa sai thì anh cố tình cho nó sai hẳn đi, xong rồi anh cho quay trở lại thì nó sẽ mất hết các cái chỉnh sửa mình vừa sửa xong. Đấy em hiểu không? Ừ thì thôi mình nhập lại kích thước cho nó có vấn đề gì đâu. Nhập kích thước. Khi đã sửa rồi em nhập kích thước cho nó thì tự nó sẽ về cái hình dạng ban đầu của nó. Nó là hình chữ nhật. Đúng rồi, kích thước bao mà. Rồi. Ok. Anh tường làm được chưa nhỉ anh nhỉ? À, anh được rồi em. À vâng, xem hướng dẫn anh nhé, mọi người theo dõi vào cái màn hình của em nhé. Cái thứ hai là sửa hình dạng, à sửa dáng cạnh. Mọi người vào sửa dáng cạnh này. Chọn cái công cụ cài dáng cạnh. Ở đây em chưa cài rồi, thôi rồi cái này em cài sau nhé. Tiếp theo mình sẽ sử dụng cái công cụ tạo lỗ ranh này. Cái này là rất hay sử dụng. Chọn tạo lỗ ranh nhé. Ở đây mình có thể là gia công mặt trước hoặc là mặt sau của cái tấm. Mình chọn một cái mặt để mình gia công. Ví dụ em chọn mặt trước đi. Trong này thì có những cái công cụ để mình gia công, ví dụ là hàng lỗ chẳng hạn. Em sẽ pick một cái cụ thể. Đây là cái hàng lỗ. Hàng lỗ này sử dụng cho những cái, ví dụ như là những cái cánh tủ giày chẳng hạn. Mình muốn đục những cái lỗ để cho nó thoát mùi. Mình sẽ dùng cái hàng lỗ này này. Ở đây có những cái tham số để mình chỉnh. Nhất là vị trí X. Vị trí X nó chính là cái tọa độ của cái điểm đầu tiên của hàng lỗ này. Mọi người để ý nhá, đây là cái gốc tọa độ XY này, gốc tọa độ của tấm. Bây giờ mình muốn cho nó cách trên cách dưới là 3 phân đi, nhập vào 30. Tab để xuống dòng 30, enter. Đã cách đều. Điểm cuối. Điểm cuối XY, ở đây ví dụ là cho nó là 750 chẳng hạn. Ở đây là cái đường kính của lỗ tròn. Mình có thể nhập vào 30 chẳng hạn. To quá, tầm 25 thôi. Độ sâu. Độ sâu đây ví dụ là em muốn khoét thủng ấy thì em có thể là chọn ở đây nó là độ dày của tấm ván, ví dụ tấm ván anh đang set là 17,5.
Anh nhờ 17,5 là nó sẽ quét thủng. Khoảng cách giữa các lỗ này là bao nhiêu? Em nhập vào đây. Ví dụ 30 chẳng hạn. Hoặc 33. Số lỗ. Số lỗ ở đây đang là 23 lỗ, mình có thể tăng hoặc giảm. Ví dụ ở đây nó đang chạm cái này đi, mình giảm xuống còn 22. Ok. Cái đặt dao ấy, cái đặt dao thì mình có thể chỉ định con dao nào làm cái chức năng này. Hoặc là mình để tự động thì nó sẽ lấy cái con dao cắt của mình, nó cắt các cái lỗ này. Con dao cắt của mình thường là mình để con dao 6 đấy. Ok nhá. Tiếp theo là cái công cụ tạo lỗ. Tạo lỗ này thì mình có thể pick tự do bất kỳ vị trí nào, xong rồi mình sửa các cái tham số cho nó. Ví dụ vị trí XY này, đường kính 50, sâu cắt đứt cho 17,5. Cái đặt dao thì cứ để tự động nhé. Các này anh sẽ xóa đi. Xẻ rãnh này, bây giờ anh sẽ pick một điểm đầu và anh sẽ pick một điểm cuối. Vào lại nhé. Đây là cái xẻ rãnh của mình. Thì vị trí X đây, vị trí Y nó chính là cái tọa độ của cái điểm đầu tiên. Mình sẽ nhập vào cho nó. Ở đây cái tầm ván mình là 300 thì em sẽ cho nó ra giữa đi, 150. Điểm cuối Y cho là 600. Chiều rộng ở đây, chiều rộng đây nghĩa là cái chiều rộng của cái rãnh này ấy. Thì ví dụ là em muốn rãnh hậu chẳng hạn thì mình nhập vào là 6,5. Độ sâu, độ sâu mình có thể rãnh xuống 1 phân hoặc là bao nhiêu đấy tùy. Độ sâu thì hậu anh thường rãnh 1 phân. Cái góc ở đây mình hoàn toàn có thể nhập góc vào, nhưng mà thường thường mình sẽ cắt theo cái một là thẳng đứng, hai là ngang. Không, ví dụ cắt góc 45 chẳng hạn, nhập 45. Ok. Còn không thì anh cho đứng thì chọn không. Cái công cụ tiếp theo là cái công cụ đường tròn. À, cái danh này thì làm nhiều chức năng, ví dụ là danh hậu chẳng hạn, hoặc anh dùng để danh cái đèn led cũng được. Đấy, nói chung là nó nhiều chức năng. Vâng. Còn đây em sẽ giới thiệu cái công cụ là đường tròn. Người vẽ một cái đường tròn nhá, đường kính bất kỳ, xong rồi mình sẽ nhập chỉnh tham số cho nó. Đường kính này ví dụ là cái mình muốn khoét cái lỗ hút mùi của cái quạt hút mùi ấy. Đường kính nó sẽ là 120. Mình sẽ nhập 120 vào. Sâu bao nhiêu? Cái hút cái lỗ này mình xem là cắt đứt, mình sẽ nhập 17,5. Cắt phía bên nào? Ở đây có hai cái là phía bên trái và phía bên phải. Phía bên trái là cắt inside bên trong cái đường tròn này, còn bên phải là cắt outside bên ngoài cái đường tròn này. Thì ở đây là mặc định là mình phải cắt bên trong rồi. Thì cái đường kính lỗ này nó mới chuẩn là 120. Mình chọn trái nhá. Cái đặt dao, con dao nào thực hiện cái đường cắt này? Mình chỉ định con dao nhá. Không chỉ định thì mình sẽ chọn auto select là nó sẽ tự lấy con dao cắt chính nó cắt. Ở đây mô tả này. Thì cứ để cái mặc định. Tự động chọn dao là mình lấy dao cắt chính luôn à? Cái tự động chọn ý. Ví dụ là mình để auto select ý, thì nó sẽ tự động lấy con dao cắt chính nó cắt cái phần này. Còn ví dụ em muốn chỉ định cho nó cắt cái con dao nào thì em có thể là chỉ cho nó. Ví dụ anh muốn cái con dao 4 anh cắt đi. Đây. Anh ok. Thì nó lập tức hiển thị là cái con dao ý là con dao 178, nó là cái ID của con dao 4 đấy. Tiếp theo đấy là cái công cụ hình chữ nhật. Ví dụ em có một cái ổ điện, em muốn khoét cái hồi, em muốn nhét cái ổ điện nó vào. Em sẽ dùng cái công cụ hình chữ nhật này, em sẽ pick bất kỳ thôi, xong rồi mình chỉnh sửa kích thước. Em sẽ chọn cái hình chữ nhật này, em chọn kích thước này. Rộng ở đây thì sẽ là rộng 110. Dài sẽ là 60. Cho nó vào trong tí nhá. 180. Kiểu có hai kiểu, là một là cắt đường, hai là hạ nền. Hạ nền ví dụ chúng ta muốn cho nó hạ thấp nó xuống một tí để mình gắn cái tay móc âm chẳng hạn. Ở đây em cứ chọn cắt đường nhá, sau đó cắt đứt. Ở đây là cắt trong, chọn phía trái. Ok. Tiếp tục em vẽ một cái trường hợp là tay móc âm đi. Tay móc đâm ở đây mình sẽ lấy cái loại là 138 nhá, nhân 34. Loại này khá phổ biến. 34. Dài 138. Độ sâu thường nó là khoảng 8 ly.
Ok, đã xong. À, chỗ này mình phải chọn hạn nền nhé, đừng cắt đường. Ok, nào xong rồi mình có thể là ra ngoài mình test chạy thử. Anh chị, mình sẽ chọn riêng cái tấm này mình cho chạy thử thôi, dàn ván. Chạy. Ok. Xem chạy thử. Xem chạy thử xem mình làm đúng chứ nhá. Đây con dao sáu nó đang rãnh cái rãnh. Đúng rồi, mô phỏng cái đường dao chạy. Sau này máy CNC của mình nó chạy y như là mô phỏng như này đấy. Đây em tua nhanh nhá. Đấy. Anh để chỗ này này, cái chỗ tay móc âm ý là nó sẽ pocket, như là nó sẽ hạ nền đấy. Hạ nền nó sẽ chạy như này này. Cái phần mà cắt đứt thì nó sẽ cắt cuối cùng để tránh tình trạng mà bay ván. Có hai kiểu chọn là hạ nền và cắt đường. Đây như như cái hình tròn này là cắt đường này anh này. Cắt đường là cắt đứt luôn. Còn cái hạ nền như là cái này thằng này này. Thằng này là hạ nền để mình nhét cái tay móc âm vào. Còn như thằng này là vừa nãy là mình chỉnh là cắt đứt nhưng mà cái độ sâu mình chưa chỉnh lại nên nó cắt nông nông này chưa đúng. Đấy còn cái rãnh thì mình bản chất rãnh nó cũng là hạ nền mà. Đây là cái rãnh. Ok nhé. Cái này quay lại và chỉnh sửa tiếp. Ở đây ngoài ra còn cái công cụ là arc này, mình có thể là vẽ cung tròn cho nó được. Cung tròn ví dụ mình vẽ cái cánh vòm ở trong hình này chẳng hạn. Hoặc là polyline. Polyline mình sẽ vẽ một chuỗi các cái đường thẳng. Mình sẽ vẽ luôn. Sau đây cắt đứt 17,5. Mình sẽ vẽ một hình tam giác vuông đi. Yeah, pha ta chọn công cụ select. Đây nhá, ở đây mình sẽ chọn cắt đường, cắt phía bên trái, cắt chặn là cắt trong ấy. Cài đặt dao, cứ để auto select đi. Rồi ok. Ở đây mình chỉnh lại nhá, vừa nãy là nó cắt chưa đứt. Đây này sâu này có 1,5, mình phải chỉnh 17,5. Ok, em quay ra cho chạy lại. Đây như này cắt đứt rồi này. Chỗ này ok này. Bây giờ anh với mọi người là thao tác vẽ lại cho em sử dụng các cái công cụ này nhé. Em sẽ mở đây anh em dạ.